Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín mình trời lạy mười phương chư Phật mười phương con lạy Phật Thích Ca Mâu Ni, con lạy Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát. Con cung thỉnh lễ Hòa Nghiêm Tam Thánh, con cung thỉnh lễ Ngài Kiều Trấn Như, lễ Ngài Át Nan Tôn Giả, lễ Ngài Ca Diết Tôn Giả, lễ Ngài Đại Hiếu Mục Kiến Liên Tôn Giả, còn lễ thập đại đệ tử chư Phật, lễ Ngài Yêu Ba Ly, con cung thỉnh lễ Tây Phương Tam Thánh, lễ Đức Phật A Di Đà, lễ Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ Đại Thế Chi Bồ Tát, con cung thỉnh lễ Đông Phương Tam Thánh, lễ Đức Phật Giả Sư Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, con được ơn Thiền Long Bát Bổ Hộ Pháp Kim Cang, Tứ Đại Thiên Vương Ngài Tỳ Đà Hộ Pháp, Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ, được ơn chư tiên giáng ngự nơi đây, lạy vua trời Đao Lợi Đầu Xuất 33 cõi trời hộ pháp thường trụ Tam Bảo, con được ơn Thiền Long Bát Bổ Hộ Pháp Kim Cang, con cũng thỉnh lạy chư tiên thần thánh Việt Nam quốc Tam Phủ cộng đồng tứ phủ vạn linh về đây nương tựa Phật Đà tu học Phật Đà, con cung thỉnh lễ đức thần linh sơn thần bản xứ thần hoàng bản thổ đông chủ tư mệnh phá phủ thần quân vạn phúc phủ nhân phúc đức chính thần tiền hậu địa chủ tiền dẫn gia thần nguyện làm lành lãnh giữ nguyện hành Bồ Tát đạo nguyện phổ độ chúng sinh nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc quốc nguyện hồi hướng cho hương linh thất tổ cửu huyền bách gia trăm họ họ Nguyễn Khắc, họ Nguyễn Văn, họ Nguyễn Như, họ Nguyễn, họ Bùi, họ Phạm, họ Trương, họ Vũ, họ Hoàng, họ Chu, họ Trần, họ Cấn, họ Đặng, họ Doãn, họ Đoàn, họ Đinh, họ Lê, họ Hà, họ Cao, họ Kiều Khẩm, họ Đăng, họ Đỗ, họ Trừ, họ Phùng, họ Phất, họ Thì, họ Triệu, họ Võ, họ Lưu, Bách Gia, Trầm Họ, Tiên Chu, Âu Chu, Thập Nhị Loại, Cô Hồn, Ngạ Quỷ, A Sa, Phạm Phất nơi đây, và các hoàn gia trái chủ về đây nương tựa Phật Đà, Phật tử Thành Tụng, Minh Đức Thành, Phật tử Thủy Dương Diệu Đức Thoát, nguyện làm lành lãnh giữ, nguyện hành Bồ Tát đạo, nguyện phổ độ chúng sinh, nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc quốc ông mô Di Đà Phật A Di Đà Phật. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng thất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo trọn đời giữ đạo theo tử tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu từ xa hộ tâm Bồ Đề kiên cố chí tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê sống quay về bờ xa. Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, dạy khắp trời người xa lành chúng bốn loài đi chọn một niệm rất sạch nghiệp ba thì xưng dương cùng tán than ức thiệp không cùng tận và chúng sanh cánh đường dẫm lại đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đê sầu vĩ đạo tràng, mười phương Phật bảo hảo quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con đảnh diện, cúi đầu xin thệ nguyện quy. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Tận hư không biến pháp giới, qua hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền tánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đường lai hạ sinh di lạc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Ninh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Trung Bồ Tát. Phật tử chúng con từ vô thủy tham sân si, từ thân miệng khẩu ý sinh ra. Hôm nay ngày 18 tháng 10 nhất tâm xin tụng kinh sám hối. Xin mời các quý vị Phật tử đại chúng dở trang 191. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Kinh sám nguyện. Con nguyện mến thương muôn loài, hứa các hành giả đã sạch ba nghiệp này vào đạo tràng. Trước nên lập ý chân chính tư duy, mình vì chúng sinh phát tâm Bồ Đề, nguyện cầu tịnh độ. Vì vậy lễ tổng tam bảo rộng tu cúng giảng, tam bảo thụ cúng thảy vì nhớ ơn. Bởi con thỉnh cầu chứng tâm con nguyện, con thắp hương dâng hoa cũng là ba nghiệp cúng giảng. Lễ tổng tam bảo chưa phải nhất nhất tưởng nhớ hết thảy, mà hằng tưởng niệm thân mình còn chư Phật, mười phương thực tướng lý thể vốn không năng sở. Vì không năng sở cho nên không có năng lễ sở lễ, không có năng sở là pháp giới hải. Nguyện cùng chúng sinh cùng thấy lẽ đó, như thế gọi là cùng nhập pháp giới hải. Tất thảy cùng kính dốc lòng kính lạy mười phương thượng trụ Phật, dốc lòng kính lạy mười phương thượng trụ Phật, dốc lòng kính lạy mười phương thượng trụ Tăng. Đại chúng ai nấy hết thảy đều quỷ nghiêm chỉ hướng hoa như pháp cúng giảng, cúng giảng mười phương pháp giới thường trụ tam bảo. Nguyện hương hoa biến khắp mười phương kết thành đại sáng soi rực rỡ, âm nhạc ăn uống cùng mũ áo các thứ rất quý của chư thiên, pháp trần màu nhật khó nghĩ bàn. Mỗi mỗi trần hóa hết thảy trần, mỗi mỗi trần hóa hết thảy phàm, chuyển xoay vô ngại lẫn sang niệm. Đến trước tam bảo khắp mười phương, trước tam bảo mười phương pháp giới, đều có thần con tu cúng rằng, nhất nhất đều khắp cả pháp giới, thảy thảy không tạp không sướng ngại.
mãi mãi đời sau làm việc Phật, ân tận chúng sinh trong cõi Pháp, nhờ đó đều phát tâm Bồ Đề, cùng vào vô sinh chúng Phật trí, nguyện mây hương hoa này biến khắp mười phương cõi, cung giảng nhất thiết Phật, tôn Pháp chư Bồ Tát, vô lượng thanh văn chúng khởi nên đại trong sáng, soi khắp vô biên cõi, trong miệng vô lượng Phật, xin được làm việc Phật, quân tận khắp chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề. Cúng giảng rồi tất tẩy cung kính dốc lòng kính lạy Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba nghiệp còn tính như hư không, Đức Phật Thích Ca cũng như thế, chẳng khởi chân tế vì chúng sinh, dáng cùng thánh chúng phụ cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Quá Khứ Định Quang Phật, Quang Viễn Phật, Long Âm Phật, Ngũ Thập Tam Phật. Nam Mô Quá Khứ Định Quang Phật, Quang Viễn Phật, Long Âm Phật, Ngũ Thập Tam Phật. Nam Mô Quá Khứ Định Quang Phật, Quang Viễn Phật, Long Âm Phật, Ngũ Thập Tam Phật. Ba hiệp còn tính như hư không, Ngũ Thập Tam Phật cũng như thế, chẳng khởi chân thế vì chúng sinh, dáng cùng thánh chúng độ cũng rằng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Quá Khứ Thế Tự Tại Vương Phật. Nam Mô Quá Khứ Thế Tự Tại Vương Phật. Nam Mô Quá Khứ Thế Tự Tại Vương Phật. Ba nghiệp còn tính như hư không, Tự Tại Vương Phật cũng như thế, chẳng khởi chân tế vì chúng sinh, dáng cùng thánh chúng thụ cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Hiện Tại Bất Động Phật, và khắp mười phương hạ xa tịnh độ hết thảy chư Phật. Nam Mô Thập Phương Hiện Tại Bất Động Phật, và khắp mười phương hà xa tỉnh độ hết thảy chư Phật. Nam Mô Thập Phương Hiện Tại Bất Động Phật, và khắp mười phương hà xa tỉnh độ hết thảy chư Phật. Ba nghiệp còn tính như hư không, mười phương chư Phật cũng như thế, chẳng khởi chân thế vì chúng sinh, dáng cùng thánh chúng phụ cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Quá Khứ Thất Phật Hiện Tại Vị Lai Ba Đời Hết Thảy Chư Phật. Nam Mô Quá Khứ Thất Phật Hiện Tại Vị Lai Ba Đời Hết Thảy Chư Phật. Nam Mô Quá Khứ Thất Phật Hiện Tại Vị Lai Ba Đời Hết Thảy Chư Phật. Ba nghiệp còn tính như hư không, chư Phật ba đời cũng như thế, chẳng được chân thế vì chúng sinh, dáng cùng thánh chúng thụ cúng dường.
nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Ba nghiệp con tính như hư không, A Di Đà Phật cũng như thế. Chẳng khởi chân thế vì chúng sinh, dáng cùng thánh chung phụ cũng giảng. Nhất tâm phụng tỉnh, Nam mô Đại Thừa Bốn Tam Nguyện Vô Lượng Thọ Kinh. Xuân pháp cùng phương tán cùng khắp tịnh độ, kinh pháp mười phương hết thảy thân tịnh pháp bảo. Nam mô Đại Thừa Bốn Tam Nguyện Vô Lượng Thọ Kinh. Xuân tán cùng khắp độ, kinh pháp mười phương hết thảy thân tịnh pháp bảo. Nam mô Đại Thừa Bốn Tam Nguyện Vô Lượng Thọ Kinh. Xuân tán cùng khắp tịnh độ, kinh pháp mười phương hết thảy chân tịnh pháp bảo. Pháp tính như không chẳng thể thấy, pháp bảo hai đế khó nghĩ bàn. Còn nay ba nghiệp như pháp tịnh, đồng thời hiển hiện thụ cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Hiền Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát, Bất Hiếu Tức Bồ Tát, cùng khắp mười phương Chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát, Bất Hiếu Tức Bồ Tát, cùng khắp mười phương Chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát, Bất Hiếu Tức Bồ Tát, cùng khắp mười phương Chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba nghiệp con tính như hư không, mười phương Bồ Tát cũng như thế. Chẳng khởi chân tế vì chúng sinh, dáng cùng thánh chung thụ cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba nghiệp con tính như hư không, Quán Âm Bồ Tát cũng như thế. Chẳng khởi chân thế vì chúng sinh, dáng cùng thánh chung thụ cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Cực Lạc Thế Giới Đại Thế Chi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cực Lạc Thế Giới Đại Thế Chi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cực Lạc Thế Giới Đại Thế Chi Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba nghiệp con tính như hư không, Thế Chi Bồ Tát cũng như thế. Chẳng khởi chân thế vì chúng sinh, dáng cùng thánh chung thụ cúng dường. Nam mô quá khứ A Tăng Kỳ Kiếp Phát Tạng Tỷ Kheo Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô quá khứ A Tăng Kỳ Kiếp Phát Tạng Tỷ Kheo Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô quá khứ A Tăng Kỳ Kiếp Phát Tạng Tỷ Kheo Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba nghiệp con tính như hư không, Phát Tạng Bồ Tát cũng như thế.
cũng tàn. Nhất tâm phụng tỉnh Nam Mô Cực Lạc Thế Giới mới phát đạo tâm vô sinh bất thoái một lời. Sứ mười phương sanh về chư đại Bồ Tát Ma Ha Tán. Nam Mô Cực Lạc Thế Giới mới phát đạo tâm vô sinh bất thoái một đời. Bổ sứ mười phương sanh về chư đại Bồ Tát Ma Ha Tán. Nam Mô Cực Lạc Thế Giới mới phát đạo tâm vô sinh bất thoái đời. Bổ sứ mười phương sanh về chư đại Bồ Tát Ma Ha Tán. Ba hiện con tính như hư không, tịnh độ Bồ Tát cũng như thế. Chẳng khởi chân thế vì chúng sinh, dáng cùng thánh chung thụ cúng đàn. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Sa Bà Xá Lợi Phất. Hết thảy thành văn duyên giác các đạo hiền thánh tăng. Nam Mô Sa Bà Thế Giới Xá Lợi Phất. Hết thảy thành văn duyên giác các đạo hiền thánh tăng. Nam Mô Sa Bà Thế Giới Xá Lợi Phất. Hết thảy thành văn duyên giác các đạo hiền thánh tăng. Ba nghiệp con tính như hư không, thành văn duyên giác cũng như thế. Chẳng khởi chân tế vì chúng sinh, dáng cùng thánh chung thụ cũng càng. Xa bà thế giới bốn phùa trời vạn tích. Hết thảy thiên chúng mà là thiên chú lòng quỷ sư vương. Diêm là ngũ đạo chủ thiện phạt nát. Thủ hộ chánh pháp thổ địa thiện thần khắc bậc già lan. Xa bà thế giới bốn phùa trời vạn tích. Thiên chúng mà là thiên chú lòng quỷ sư vương. Diêm là ngũ đạo chủ thiện phạt ác thủ hộ chánh pháp thổ địa thiện thần khắc bậc già lam. Thế giới bốn phùa trời phạm tích. Hết thảy thiên chúng mà là thiên chú lòng quỷ sư vương. Diêm là ngũ đạo chủ thiện thần ác thủ hộ chánh pháp thổ địa thiện thần khắc bậc già lam. Ba nghiệp con tính như hư không, tâm năm bát bổ cũng như thế. Chẳng khởi chân thế vì chúng sinh, sáng cùng thánh chung thụ cúng đàn. Thượng sở phụng thỉnh Đức Di Đà Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài Đại Thế Chi Bồ Tát, các vị hiền thánh trong biển thanh tịnh, cúi xin chẳng rời đại từ đại bi mắt về chiếu soi. Tâm người thấy nghe không ngại thần thông tự tại, sáng tới đạo tràng an trụ phát toàn, hào quang soi khắp thù nhiếp thân con, thương xót che chở khiến cho con được thành tựu bồ đề vẹn tròn hạnh nguyện. Nam mô Thích Ca Văn Phật, Nam mô Định Quang Phật, Thế Tự Tại Vương Phật. Hết thảy mười phương ba đời chư Phật, Phật Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Tam Thừa Thánh Trung. Xin nguyện giáng lâm từ bi tiếp hộ từ thiên ma phạm, lâm quỷ đẳng chúng hộ pháp các thần tràng an ủi giữ tình trợ duyên viên mãn tịnh độ hạnh nguyện. Như giáp bàn mặt trăng tròn trong sáng, ân quang trí tuệ mình chiếu khắp vô lượng. Theo
độ nhân thiên hàng khủng ma văn chúng nương tựa ban sanh quyền thường độ người khó độ cho nên con đảnh lễ ca ngợi công đức Phật tu hành pháp đại thừa gieo nhân lành vô lượng dâng phúc lên cõi tịnh thiên long bát bổ đại phạm thiên vương 13 cõi trời diêm la năm đường sáu mảy trai vừa xét thiện ác hành bệnh quỷ vương cùng các quyến thuộc bản đồ thần kỳ các tăng già làm hộ trì tránh pháp lại vì quốc gia xã hội thổ cảnh vạn dân tăng xa mẹ thiện ác si thức đàn việt làm chùa thì phương tín đi rộng đến khắp cả pháp giới chúng sinh nguyện cho đều được nhờ thiện căn bình đẳng quân tu công đức trí tuệ hai thứ nhàng nghiêm tới lúc mệnh chung cùng sinh cực lạc áng vạ nhật la vận án vạ nhật la vận án vạ nhật la vận nhất tâm kính lễ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năng lễ sở tính nghĩ không định cảm ứng đạo sao khó nghĩ bàn đạo tràng này như thể đế châu Thích Ca Như Lai hiện ngay đó thân con ảnh hiện trước Phật đài năm thể sang đất quỳ lễ nhất tâm kính lễ quá khứ định quang Phật quang viễn Phật thông âm Phật ngũ Phật âm Phật năng lễ sở tính không cần cảm ứng bảo giao khó nghĩ bàn tạo tràng này như thể đế châu ngũ thập tam Phật hiện ngay đó thân con ảnh hiện trước Phật bài năm thể sát đất quỳ mệnh lễ nhất tâm kính lễ quá khứ thể tự tại vương Phật năng lễ sở tính không tịnh cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn đạo tràng này như thể đế châu tự tại vương Phật hiện ngay đó thân con đảnh hiện trước Phật đài năm thể sát bất quy mệnh lễ nhất tâm kính lễ đồng phương bất động Phật tận đông phương hà sa tịnh độ khắp cả chư Phật năng lễ sở lễ tính không tịnh cảm ứng đạo giao khó mỹ bàn đạo tràng này như thể đế châu đông phương chư Phật hiện ngay đó thân con ảnh hiện trước Phật này năm thể sát đất quy mệnh lễ nhất tâm kính lễ đồng nam phương tối thượng quảng đại vân lôi âm vương Phật đồng nam phương hà sa tịnh độ khắp cả chư Phật năng lễ sở lễ tính không tịnh cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn đạo tràng này như thể đế châu đông nam phương Phật hiện ngay đó thân con ảnh hiện trước Phật đài năm thể sát đất quy mệnh lễ nhất tâm kính lễ nam phương nhật nguyện quang Phật tận nam phương hà sa tịnh độ khắp cả chư Phật năng lễ sở lễ tính không tịnh cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn đạo tràng này như thể đế châu nam phương chư Phật hiện ngay đó thân con ảnh hiện trước Phật bài năm thể sát đất quy mệnh lễ
Nhất tâm kính lễ Tây Nam Phương Tối Thượng Nhật Quang danh xưng công đức Phật. Tận Tây Nam Phương Hà Sa tỉnh có khắp cả chư Phật. Năng lễ sở lễ tinh không tình, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Đạo tràng này như thể đế châu, Tây Nam Phương Phật hiện ngay đó. Thân con ảnh hiện trước Phật đài, năm thể sát đất quy mệnh lễ. Nhất tâm kính lễ Tây Phương phóng quang Phật, Phật Tây Phương Hà Sa độ khắp cả chư Phật. Năng lễ sở tính không tịnh, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Đạo tràng này như thể đế châu, Tây Phương chư Phật hiện ngay đó. Thân con ảnh hiện trước Phật đài, năm thể sát đất quy mệnh lễ. Tây Bắc Phương vô lượng công đức Hòa Vương quang minh Phật. Tây Bắc Phương Hà Sa tịnh độ khắp cả chư Phật. Năng lễ sở lễ tinh không tịnh, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Đạo tràng này như thể đế châu, Tây Bắc Phương Phật hiện ngay đó. Thân con ảnh hiện trước Phật đài, năm thể sát đất quy mệnh lễ. Nhất tâm kính lễ Bắc Phương Vô Lượng Quang Nghiêm Thông Đạt Giác Tuệ Phật. Tận Bắc Phương Hà Sa tịnh độ khắp cả chư Phật. Lễ sở lễ tinh không tịnh, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Đạo tràng này như thể đế châu, Bắc Phương chư Phật hiện ngay đó. Thân con ảnh hiện trước Phật đài, năm thể sát đất quy mệnh lễ. Nhất tâm kính lễ Đồng Bắc Phương vô số trăm ngàn câu chi quảng tuệ Phật. Đồng Bắc Phương Hà Sa tịnh độ khắp cả chư Phật. Năng lễ sở lễ tính không tịnh, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Đạo tràng này như thể đế châu, Đông Bắc Phương Phật hiện ngay đó. Thân con ảnh hiện trước Phật đài, năm thể sát đất quy mệnh lễ. Thượng Phương Phạm Âm Phật, Phật Thượng Phương Hạ Sa tịnh độ khắp cả chư Phật. Sở lễ tinh không tịnh, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Đạo tràng này như thể đế châu, Thượng Phương chư Phật hiện ngay đó. Thân con ảnh hiện trước Phật đài, năm thể sát đất quy mệnh lễ. Nhất tâm kính lễ Hạ Phương thị, hết bảy diệu pháp chính lý thường phóng Hỏa Vương thắng và quang minh Phật. Tận Hạ Phương Hà Sa tịnh độ khắp cả chư Phật. Năng lễ sở lễ tinh không tịnh, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Đạo tràng này như thể đế châu, Hạ Phương chư Phật hiện ngay đó. Thân con ảnh hiện trước Phật đài, năm thể sát đất quy mệnh lễ. Nhất tâm kính lễ qua hiện vị lai tam thế chư Phật, Phật Phật Thế Tôn liền kiếp tiền Phật. Lễ sở lễ tinh không tịnh,
Cảm ứng đạo giao có nghĩ bàn, đạo tràng này như thể đế châu, an thế chư Phật hiện ngay đó, thân con ảnh hiện trước Phật đài, thân thể sát đất quy mệnh lễ. Cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Thế giới A Di Đà Phật. Lễ cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Năng lễ sở lễ tinh không tịnh. Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn, đạo tràng này như thể đế châu, A Di Đà Phật hiện ngay đó, thân con ảnh hiện trước Phật tài, thân thể sát đất quy mệnh lễ. Nhất tâm kính lễ cực lạc thế giới Phật Bồ Tát, cùng khắp kinh phán cho đến gió nước chìm cầy hết thảy pháp âm thanh định tham phạng, pháp tinh chân thực như hư không, pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn, thân con ảnh hiện trước pháp bảo, nhất nhất hải cùng đều quy mệnh lễ. Nhất tâm kính lễ đại thừa bốn tám nguyện, lượng thọ kinh xưng tán mười phương, hết thảy tôn kinh mười hai bổ chân tịnh pháp tạng lễ. Pháp kinh chân thực như hư không, pháp bảo thường dụ khó nghĩ bàn, thân con ảnh hiện trước pháp bảo, nhất nhất thảy đều quy mệnh lễ. Nhất tâm kính lễ cực lạc thế giới Quán Thế Âm Phật Ma Ha Tát. Năng lễ sở lễ tinh không tịnh. Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Quán Âm Bồ Tát hiện ngày đó, thân con ảnh trước Phật bài, năm thể sát đất quy mệnh lễ. Nhất tâm kính lễ cực lạc thế giới Đại Thế Chi Bồ Tát Ma Tát. Năng lễ sở lễ tinh không tịnh, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn, đạo tràng này như thể đế châu, Thế Chi Bồ Tát hiện ngày đó, thân con ảnh hiện trước Phật đài, năm thể sát đất quy mệnh lễ. Quá khứ A Tăng tỷ kiếp pháp tạng tỷ kiều Bồ Tát Ma Ha Tát. Năng lễ sở lễ tinh không tịnh, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn, đạo tràng này như thể đế châu, pháp tạng Bồ Tát hiện ngay đó, thân con ảnh hiện trước Phật đài, năm thể sát đất quy mệnh lễ. Nhất tâm kính lễ cực lạc thế giới một đời Bồ Tát đại Bồ Tát Ma Tát. Năng lễ sở lễ tinh không tịnh, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn, đạo tràng này như thể đế châu, Bổ Sư Bồ Tát hiện ngay đó, thân con ảnh hiện trước Phật đài, năm thể sát đất quy mệnh lễ. Nhất tâm kính lễ cực lạc thế giới vô sinh bất thoái cang đại Bồ Tát Ma Tát. Năng lễ sở lễ tánh không tịnh, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn, đạo tràng này như thể lễ châu,
Bất Thai Bồ Tát hiện ngay đó, thân con ảnh hiện trước Phật đài, năm thể sát đất quỳ mạnh lễ, nhất tâm kính lễ cực lạc thế giới sơ phát đạo tâm cùng phương sinh về tịnh độ khắp cả Bồ Tát Ma Ha Tát. Năng lễ sở lễ tính không tịnh, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn, đạo tràng này như thể đế châu, tịnh độ Bồ Tát hiện ngay đó, thân con ảnh hiện trước Phật đài, năm thể sát đất quỳ mệnh lễ, nhất tâm kính lễ văn thù sư lợi Bồ Tát, Phổ Biến Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, Thập Mười Phương Các Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Năng lễ sở lễ tinh không tịnh, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn, đạo tràng này như thể đế châu, mười phương Bồ Tát hiện ngay đó, thân con ảnh hiện trước Phật đài, năm thể sát đất quy mệnh lễ, nhất tâm kính lễ đại trí xa lợi Phật An Nan Chỉ Pháp Giả, văn duyên tác hết thảy các đạo hiền thánh tăng. Tinh không tịnh, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn, đạo tràng này như thể đế châu, thành vận duyên giác hiện ngày đó, thân con ảnh hiện trước thần đài, năm thể sát đất quy mệnh lễ, nhất tâm kính lễ văn sám chủ nhất thiên sư vị tôn sư. Con này khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới, chúng sinh tất nguyện vạn trừ tham chướng, quy mệnh sám hối. Khi tầm sám hối bạn thấy biết thầy đều vân tính, có mà bản tính thành tịnh, Phật ở nơi thường tịnh quang, chiếu khắp các pháp dễ dàng sát, còn không rõ sinh ra vọng chấp, chấp có người chấp cái, chấp có chấp cái ta, pháp vốn bình đẳng đó mà tự khởi phân biệt, thật là vô minh, âm thanh cảnh mà sinh nhiễm dục, đi đảo điên năm dục đắm say, luân hồi ba cõi vòng quay, tội tiếc chẳng nghĩ ngày thoát ra, càng thêm tạo những là ác nghiệp, bốn dặm và năm nghịch u mê, dẫn đến loại nhất xiển đề, đáng phá tam bảo rèn chê lại thừa, ra sức đáng nói vừa không phận, bát nhã kinh bỏ học coi thường, lấy vật của tăng mười phương, dùng đồ tháp vật nhiễu nhường hư đồi, làm ảnh hưởng những người phạm hạnh, ác pháp luôn tập cách làm quen, tán dương những thứ thấp hèn, ủng hộ phá giới ngợi khen mê lầm, vì nhục bậc đạo tâm không nhớn, trong đậy che chắn hết lỗi mình, ngoài hiện uy nghi giả thình, dùng năm tà mệnh siêu sinh cúng dường, lại bất định khi bản nói pháp, khi luật mà khoác lác dạy người, nhầm lẫn xuất ra gặp thời, phản phá Phật pháp trái lời thầy dặn, với hành động tham sân bừa bãi, chẳng hổ mình làm trái lương tâm, với dính gương ấy nên tận thâm, thì chết nghiệp ác ăn cầm cởi đi, càng khiến vạ thì địa ngục, lửa giữ tiêu khổ cực vô cùng,
ngàn muôn ức kiếp không ngừng, nay mới tỉnh ngộ thẹn thùng xiết thao, nỗi đau khổ chất cao hết mức. Phật mười phương và Đức Di Đà, từ lâu lầm thương bao la, đủ vô số kiếp để mà cứu nhân, nên chẳng tiếc tâm thân tìm đạo. Phật đã thành pháp bảo viên thông, độ sinh điển khổ thoát vòng. Cúi xin chư Phật rủ lòng xót thương, còn sám hối pháp vương thầu nhiệm. Tận tội sự ác nghiệp tiêu tan, lâm chung thân mạnh nhẹ nhàng, vãng sinh tịnh độ sen vàng phẩm cao. Vì mệnh lễ A Di Đà Phật cùng khắp bậc tam bảo. Vì mệnh khuyến thỉnh, chí tâm khuyến thỉnh thế gian đang trong người phương hướng, có vị nào mới được đồ đề, còn nay đều xin thỉnh về giảng thuyết diệu pháp chủ đề truyền đàn. Từ Phật định niết bàn nhập diệt, còn chí thành tha thiết ân cần, xin Phật ở mãi cõi trần, cứu độ lợi lạc muôn phần chúng sinh. Khuyến thỉnh rồi quy mạch lễ A Di Đà Phật cục khắp bậc tam bảo. Còn này khắp vì bốn lần mà cõi pháp rơi chung sinh tất nguyệt, đạn từ tam chúng quy mạnh tùy hỷ, chí tâm tùy hỷ chúng sinh cả mười phương đều khắp. Hữu học cùng vô học nhị thừa, chư Phật Bồ Tát bao nhiêu công đức hết thảy con theo vui mừng. Tùy hỷ rồi quy mệnh lễ A Di Đà Phật cùng khắp bậc tam bảo. Còn nay khắp vì bốn lần ba gói pháp rơi chúng sinh quan nguyện đoạn trừ quy quy mệnh sám hối, chí tâm sám hối bao nhiêu phúc cung giảng lễ tán, tỉnh ở đời Phật chuyển pháp luân, vui theo sám hối thiện căn, hồi hướng Phật và chúng sanh bồ đề. Hồi hướng rồi quy mệnh lễ A Di Đà Phật cùng khắp bậc tam bảo. Còn này khắp vì bốn lần ba gói pháp rơi chúng sinh tất nguyện đoạn sửa quy mệnh phát nguyện, chí tâm phát nguyện tu tịnh hạnh ba nghiệp đều hướng thiện sang niệm, phúc đức trí tuệ hiện tiền, con nguyện được Đức Thế Tôn Di Đà Đại Quán Âm cùng là Thế Chí, hầu nhiễm còn tiếp thụ chúng sinh, hiện thần phóng tịnh quang minh, chiếu soi khắp thể bóng hình thân con, khiến con được sáu căn phẳng lặng, ba chướng phiền tức khắc tiêu trừ, tấm nhuần tịnh hạnh suy tư, niệm niệm chẳng mất tâm tư căn lành, mộng thường thấy cảnh an lạc thuộc, vì diệu thay cõi nước trường sinh, khiến con vui vẻ tâm mình, nguyện tự biết trước tử sinh ngày giờ, sạch chướng ngại thiêng tuệ sáng, hết khổ đau thân bản an nhiên, tâm không phiền não đảo liên, hiện diện phụng đối trước tiền gì đà, cùng tánh chung thật là vui sướng, tâm phút giây liền được vãng sinh. Đức Phật thủ ký sen sinh tâm lần, tụ ký rồi hóa thân tự tại, Phật chúng sinh Phật sái vì trần, làm lợi các loài muôn phần, xa lìa biển khổ phát tâm bồ đề, thảy đều được sinh về cực lạc, hạnh nguyện này rộng khắp vô biên, niệm niệm vị lai hiện tiền,
thân miệng ý nghiệp nối liền không ngơi. Nguyện làm Phật sự đời đời, phát nguyện rồi quy mệnh lễ, Di Đà Phật cùng khắp bậc tam bảo. Nam mô mười phương thường trụ Phật, Nam mô mười phương thường trụ Phật, Nam mô mười phương thường trụ Phật, Nam mô mười phương thường trụ Tam, Nam mô mười phương thường trụ Tam, Nam mô mười phương thường trụ Tam, Nam mô mười phương thường trụ Tăng, Nam mô mười phương thường trụ Tăng, Nam mô mười phương thường trụ Tăng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thế Tự Tại Vương Phật, Nam mô Thế Tự Tại Vương Phật, Nam mô Thế Tự Tại Vương Phật. Ngày lành tháng tốt, ngày bụt tháng tiên, ngày 18 tháng 10, Phật tử Thanh Tùng Minh Đức Thanh, Phật tử Thùy Dương Diệu Đức Pháp tụng kinh sám hối sám nguyện, lạy Phật Pháp Tăng mười phương Tam Bảo tử bi thương xót, lạy Ngài Di Đà tiếp dẫn chúng con, lạy Bồ Tát Quan Âm, lạy Đại Thế Chi cùng hàng nhất tâm dẫn chúng con về cảnh giới Tây Phương. Hôm nay nguyện đem công đức lành hồi hướng cho hương linh Thất Tổ Kỳ Huyền Bách Gia Trăm Họ, hương linh Thất Tổ Kỳ Huyền họ Nguyễn Khắc, họ Nguyễn Văn, họ Nguyễn Như, họ Nguyễn, họ Bùi, họ Phạm, họ Trương, họ Vũ, họ Hoàng, họ Chu, họ Trần, họ Cấn, họ Đạt, họ Giã, họ Đoàn, họ Đinh, họ Lê, họ Hà, họ Cao, họ Kiều Khổng, họ Đăng, họ Đỗ, họ Chử, họ Phùng, họ Khuất, họ Thi, họ Diệu, họ Võ, họ Lưu, Bách Gia Trăm Họ, Thiên Chúa Chủ, thập nhị loại cồn, ngạ quỷ, á sa, phản vất nơi đây, và các hoàn gia trái chủ, trong nhiều đời nhiều kiếp, các vị chư thiên, 33 cõi trời, hộ pháp tường trụ Tam Bảo, các vị sơn thần bản xứ, thanh hoa bản thổ, đông chủ tư mệnh, tá phủ thần quân, các vị chư thiên, cai quản tại thể đất đây, giả lam thánh chúng chú sư. Hôm nay, hương linh Nguyễn Thị Hợp Hiệu Diệu Hội, tại thôn 1 Mê Linh Lâm Hà, Lâm Đồng, hương linh Lưu Văn Trật, hương linh Lưu Hoàng Nghiệp tại Việt Nam Quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện Phú Sơn xã thôn Ngọc Sơn Ba, hôm nay nhất tâm về đây tính pháp mê kinh tu học Phật đạo, hương linh Trần Văn Phương hưởng dương 20 tuổi tại tổ 3 đội 7 Văn Giang Ninh Giang Hải Dương, về đây cúi đầu chắp tay đảnh lễ sám nguyện cùng chúng con trong đạo chúng nhất tâm xin được cầu sám hối. Người đến trước đứng trước, người đến sau đứng sau, ngay ngắn chỉnh tề xiêm y lễ mão, y phục chắp tay đảnh lễ thành tịnh trang nghiêm. Nam mô cầu sám hối từ phủ A Di Đà Phật, Thế Tôn nguyện vãng sinh Tây Phương cực lạc quốc. Nam mô cầu sám hối từ phủ A Di Đà Phật, Thế Tôn nguyện vãng sinh Tây Phương cực lạc quốc. Nam mô cầu sám hối từ phủ A Di Đà Phật, Thế Tôn nguyện vãng sinh Tây Phương cực lạc quốc. Vãng sinh tịnh độ thần giáo Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm niệm hồng danh Đức Phật Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A-di-đà-phật, 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 Đà-phật, A-di-đà-phật, 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 Di-đà-phật, A-di-đà-phật, 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 Di-đà-phật, A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Tâm linh bát nhã ba la mật đa quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa lợi thế biến ngũ uẩn lai trong bờ nhất thiết khổ ái xa lợi chẳng thắc mắc thể công tâm mất thể năng tâm mất thể công tâm mất thể năng đạo là ngày nước thể phục nhân tự thế chơi âm tâm bất thành bất thiện bất câu bất tình bất tâm bất thành thủ quốc âm tâm Bồ Tát Bồ Tát là ngày nước vô nhân như thể thật thân thế vô thành nhân mình xúc pháp vô nhân tương lai gì rồi vô minh giả vô minh tâm lai gì vô lão tử vô lão tử tâm tu vô tâm nhân nam mô vô này nam đại y bát nhã ba la mật đa công làm được tam bồ đề có gì bắn nhãn và làm bắn ba thì là đừng thú thì là đừng thú thì vô thần đừng thú thì vô thần từ giác thế trời tâm tập bắn rồi có thế bắn nhãn và làm bắn ba đứng thú nhãn 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 và là anh bằng nhãn nhãn bồ đề tam bà ha ma ha bắn nhãn và làm bắn ba nhãn 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 và là anh nhãn và là bằng nhãn nhãn bồ đề mà bắn nhãn và là bắn ba nhãn 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 và là anh nhãn và là bằng nhãn nhãn bồ đề tam bà ha ma bắn nhãn và là bắn ba văn sám môi hồi hướng tụng kinh chúng đệ đằng này đẹp dưỡng thân tâm bởi vọng tưởng bởi vời bỗng nhiên ý người khắp nơi xem văn mở ý đẩy với chất tâm nhầm chữ nghĩa trái lầm tâm đục tập vẫn tầm lại tụng sai câu lệ vào tà tiến không đâu hoặc là tâm trí ngồi lâu lơ là đơn tục ra đi lại nói chuyện riêng chế lại linh tinh tâm thời chẳng thể vào kinh ai mà nhắc nhở lại xin giận ơn nơi kính cẩn thận luôn cầu cả chống nhân định vương cả vũ nhờ thân đỉnh nhưng ngó láo lờ xuất thân xét giờ ướp cửa kinh sách mở cấu cửa sách nan tụng chẳng đều vào hoạt cho xâm hương tắm rượu vẹo thất trầm lễ lại đài khái cung tâm chẳng thành đèn được ảnh đáng sợ con cầu xin sám sửa lỗi lầm sư vận bồ tát tiện thần từ bi thương xót phản chẳng tu minh tiến công đức tụng kinh kết quả được vẹn tròn hết cả ưu tư hồi hướng tâm nguyện e như hoặc khi dịnh nhận dễ như lỗi lầm hoặc chú giải vô minh thiếu sót thiện dụng sai chẳng ầm những lời in các biết nhận dạy lỗi ghi chép ông cầm đổi thay dù thầy thở con bay sám hối nhờ giúp tầm độ nếu tàn khai phát tường chuyển thế gian hàm minh cứu vớt được xen nhan minh thể đức thiền thì tụng niệm hồi hướng về chư thiện thánh hiền già la mộ phát lòng tiền ba cõi trong núi linh thiền ngôn thần xin được phúc chân đeo hậu hưởng đạo bồ đề đẳng ứng không sai nguyện cho chúng sinh một mai cùng bà về tính như lai pháp bầu các vị hãy cùng nghe thôi. Tam bảo rời bỏ vô minh sắc thân không còn nhất tâm cúi đầu chắp tay đại tam quy tử quy phật đương nguyện chúng sinh thế theo đạo cả phát lòng vô thượng tử quy pháp đương nguyện chúng sinh thấu to kinh tạng trí huệ như hải tử quy tăng đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng ta tẩy vô ngại và năm thánh xuống nguyện dĩ thử công đơ phổ cập ư nhất thiền ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành phật đạo đại chúng cùng tôi tạ lễ tam bảo tam xa a di đà phật a di đà phật a di đà phật